Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách nấu cơm gạo lứt, cháo và rang mè. Chú ý không dùng muối iốt và muối bọt, muối tinh chế. Lượng nước có thể thêm bớt tùy theo loại gạo. Không nên nấu bằng nồi cơm điện và nồi nhôm. Tốt nhất là nồi đất đến nồi thủy tinh, nồi gang, nồi inox. Cách nấu cơm gạo lứt tốt nhất: chưng cách thủy bằng nồi áp suất. Một chén gạo lứt cộng với 1,5 chén nước và 1/4 muỗng cà phê muối hầm. Cho tất cả gạo, nước, muối vào một cái thố hoặc tô, rồi đặt thố vào nồi áp suất có nước, sao cho khi sôi nước không tràn vào thố. Đậy và vặn nắp nồi cho an toàn. Nấu đợt đầu 15 phút tắt lửa, sau 15 phút nấu đợt tiếp theo, nghe xì hơi 5 phút tắt lửa. Sau 15 phút nấu đợt 3, nghe xì hơi 5 phút tắt lửa. Sau 15 phút là có cơm ăn. Ha ha ha, 问什么的说呵